Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được. Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ở các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng.